có những điều mà tôi đã nhận thấy rằng là mỗi một nếu điều như vậy thì có một khoảng đời riêng và không ai có được ai hết. Từ những cảm xúc như vậy thì tôi mới thấy rằng là thực sự những hạnh phúc không có đâu xa. Bạn ơi, đừng mơ có trăm năm, hạnh phúc chỉ là những giờ phút mà chúng ta ở bên nhau, ở đây và bây giờ. Tôi xin gửi đến quý vị một bài hát Ơi Bạn Tôi Ơi. Để thấy đất trời mênh mông vô tận, có một lần đến với bạn bè ngày đó đã xa. Ơi bạn tôi ơi, như một ngày năm xưa mình rời xa nhau mà ngỡ chẳng bao giờ gặp lại. Ta lại gần nhau bạc trắng mai đầu xanh xanh hôm nào. Ta lại cười vui để thấy bạn bè còn mãi dễ thương. Ơi bạn tôi ơi, nó ngày hôm nay mình ngồi bên nhau mà vui ấy mắt ai nhòa. Ơi bạn bè tôi ơi, mỗi nẻo đường một mảnh đời riêng, xa đi thật xa có một ngày chợt thấy lại ta, thấy một nụ cười thứ tha, thương những ngày đã qua, thời gian chưa xa nhòa. Ơi bạn bè tôi ơi, có mấy lần được hát cùng nhau, mai ta rời xa, kỷ niệm này theo mãi đời ta. Đường nào có xa, ta còn đây bên ta, bên ta những bạn bè. Thương những ngày đã qua, thời
Còn đây